không còn chai dầu nhỏ nữa hết, giờ dầu bự. Dầu bự sao xài? Hôm nay cái chai đó khô chưa? Xài chưa? Dầu nóng hả? Hay là dầu Trong gì? có dầu nhỏ tôi đem để cho anh nữa. Chứ sao không có dầu nhỏ? Dầu xanh, con xài dầu xanh. Hả? Dầu xanh con ó. Nè, có dầu xanh. Anh có hả? Con không có. Giờ anh có dầu vậy hả? Không có, chưa có. Để Hả? chờ, chờ. Ai mua? Con không có mua. Nói vậy có rồi hả? Có rồi. Mai mốt để dành dầu cho con nha, đừng cho ai hết nha không. Hả? Mai mốt gì Tám có dầu thì Tám cất để dành cho con, đừng cho ai hết nha. Đừng thèm cho ai hết, để dành cho con thôi nha. Tôi đâu có cho ai. Không cho, đừng Cái cho. gì đó tôi xếp 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 vô cửa nào cho anh, nhận cho anh như nào. Đừng có cho ai hết, cất để dành cho con nha. Dầu nó hay quá. Nó bụng rồi. Em thấy bà tỉnh không? Hôm nay thấy tỉnh, nay nói chuyện ngon Ừ, lành, hôm cả nay 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 quay phim nói chuyện ngon lành, lát này ở bên Mỹ coi, lát hả? con về con bỏ cái cuộn phim này vô máy cái gửi qua Mỹ, ở bên Mỹ coi Ai chị nói? Mỹ chị muối rồi về Anh rồi coi Anh nói gì? dễ hiệp rồi coi cái phim nên đăng gì Tám đang nói chuyện nè, Chụp hình nè. đang chụp hình quay phim nè, Mình mai. lát nữa ở bên đó coi liền, gửi qua cái bển coi thấy liền. Anh chụp hình. Quay phim nói chuyện nè, dòm lên là dòm như máy nè, cười mím chi nữa nè, đó có không, cười không, cười đó đó, dòm lên đây nè, thấy không, thấy máy con đang quay không. Vì lát nữa mua bánh bao thì Tám ăn nha, mua hoành thánh nha. Ở lúc trước thích ăn bánh mì sandwich nhét rơm bông nữa, mà bây giờ con Giờ tư không ai nổi. giờ con ông Tư ủng hộ cũng nghỉ rồi, nó không có bán nữa. Để mà ăn bánh bánh giò nó bán ăn cũng được, nó nóng nóng rồi nó mềm á, chiều nó có rau nó bán đó. Mua cái đó cho em được. Ở trong này đâu có nghe gì đâu. Nó rau bánh giò dặn mấy đứa nhỏ hoài á, dặn trước con Ba Hồng á, nếu đi ngang cái anh chạy vô kêu cái đó, nó bán bánh nóng mà ăn nó mềm dễ ăn nữa. Không, trưa hôm qua bà Sáu trên đi làm về ở ghé Như Lan cũng mua đem xuống. Mua bánh giò trên đó cũng được, kêu mua bánh giò dễ đút Bữa nay rồi hấp cho nó nóng ăn. Nãy giờ nó làm như ông này cứ không rồi đi về ngang cứ kêu vô trình tra kêu vô chơi vui vui vô cái rồi ngồi chả mở cửa áo quần của người ta hết à. Nói Mở hết áo vụ gì quần ông này hết à. à. Dỗ đem đứa gái già ôm ẩm ở lấy bãi rừng cho tiền rồi giờ nó có chữa chạy phải cho tiền Tám nói ai vậy? hả Nãy giờ nói ai vậy? vậy Nãy giờ nói ai vậy? con ai hả Nãy giờ nói chuyện gì vậy? ai 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 lấy người ta? nói gì Nãy giờ dì Tám nói chuyện gì vậy? Kể chuyện gì vậy? tiền áo nó ra tiền chồng tôi đó Kể chuyện đánh ghen giường Tám phải không? hả Kể chuyện ghen phải không? Ổng quậy quá phải không? gì đó Phải không? vậy dạ lại nói gì đó Nãy giờ kể chuyện giường Tám phải không? Giờ kể chuyện ông Tám Phải không? đánh ghen phải không? Phải không? Giờ nhớ 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 giờ tới chuyện xưa phải không? giờ nó có 7 ngày nè, có Hả? 7 ngày cái gì bây giờ làm khó dễ rồi, rồi không biết lấy ai không chữa giờ một hai cho nó tiền giờ ông bị ông lấy ba đổ vàng hả ông cho tôi dỗ ông cho hai người hai dỗ
Dạ ấy đó, nó là theo nó làm dữ, nó dữ gì mà từ nào đẻ ông cho hồi đấy lấy bảy lần, ông cho bảy lần tiền, bây giờ làm gì theo đó, nó chửi ông, có bảy giờ bảy dỗ về ba dỗ già, cho một người một dỗ, cho tôi một dỗ, cho ông giờ ông mừng ông ăn à, ông hồi đó ông làm, ông làm tòa ta ở, ông làm ông trời á, ông làm ông trời á, làm ông trời hả, giờ ông hụt chí rồi, ông bưng một rổ mừng đâu, bưng một rổ ông cho con tôi một đứa thì lớn thì 10 cây, đứa 10 cây, đứa nhỏ thì 5 cây, còn người ở 4 cây, ông chia cho tới 22 đứa. Rồi phải kêu ông bằng ông, phải kêu ông bằng ba. Nãy giờ kể chuyện dựng tám đó phải không? Hả? Nãy giờ kể chuyện dựng tám đó phải không? Dựng tám bánh mì phải không? Cái gì? Nãy giờ kể chuyện dựng tám bánh mì phải không? À. Chuyện ổng có bà nhỏ phải không? Phải từ ổng bị điếc không nghe vậy. Nói đừng nữa, ông làm ông trời gì, ông làm ông trời hả? Ông không có ông không có sợ gì tám sao? Ông có sợ gì tám không? Gì? Ông có sợ gì tám không? Ông sợ sợ không? Thương lắm. Thương lắm hả? Ông thương gì tám lắm hả? Thương gì tám mà tại sao có bà nhỏ? Hả? Thương gì tám mà tại sao lại có bà nhỏ? Hồi trước đi về ngang cái bên nhà tôi chứ đâu. Hả? Cha đó. Cái bên mà sao dám quậy? Cha đó kêu làm quen dẫn vô chơi chút chơi. Vô rồi đưa ngồi xuống cái trả lời cho cậu áo cậu quần ta hết rồi dạ dạ chạm. Chả dắt cái con ông già không ở chuồng ở trần nhà ông đây làm bãi rồi mà giờ có chữa làm dự để rồi mà cho bãi rồi tiền mà giờ ta tới đẻ chừng nào đẻ người ta cho tiền bây giờ ngày nào cũng đi kiếm ông rồi tiền rồi ông nói tiền rồi cho tiền ông bài rổ ông không cho ông cho tôi một rổ ông cho hai người đi theo hai rổ rồi ông nói chừng nào đẻ rồi ra ra ông cho giờ ông không cho rồi trời nó theo nó phá ông liếc rồi đó nó chửi ông liếc rồi ông cũng làm thân nó nhà nó ở ở đây này, nhà nó gần bên đây này. Nói vậy có kể không? Có, kể hoài. Kể hoài hả? Kể cái chuyện vậy đó hả? Lắm đó. Cứ biểu mở cửa cho ông.